Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 1800 New Doctor hoặc 714-898-0765. Kính thưa quý vị, đây là chương trình Y tế Cộng đồng, phát hình hàng tuần vào những mỗi chiều thứ hai từ 7 giờ đến 8 giờ. Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có bác sĩ Dylan Nhân Trần. Xin kính chào bác sĩ Dylan Nhân Trần. Dạ, kính chào bác sĩ Toán, kính chào quý vị. Và thưa quý vị, thì đây là một chương trình trực tiếp truyền hình nên quý vị có thể gọi vào số 714-893-3264 để đặt những câu hỏi liên quan đến y tế, đến sức khỏe, đến bệnh trạng cũng như thuốc men quý vị đang dùng. Và nếu quý vị không có cơ hội gọi vào thì thưa bác sĩ Nhân, thì quý vị có thể dùng email được không? Dạ, nếu quý vị không có cơ hội gọi vô đó thì quý vị có thể email chúng ta ở ytelstv@gmail.com. một lần nữa là ytelstv@gmail.com, hay là có thể viết thư 9191 Bosa Avenue, Suite 215, Westminster, California, zip code là 92683. Vâng, thưa quý vị, thì tất cả những gì bác sĩ Điên đang nói thì nó ở trên màn hình, thì quý vị có thể nhìn trên màn hình, nó có cả chi tiết. Và trong khi chúng tôi chờ đợi quý vị gọi vào thì tôi sẽ lần lượt trả lời những câu hỏi mà quý vị đã email chúng tôi qua ytelstv@gmail.com. Thì có ông tên Mike phải không? Dạ, hỏi Mike, ông tên là Mike. Ông ở đâu vậy hả? Ông không biết, nhưng mà ông có email vô hồi 4 thi tháng này đó. Thì ông Mike ông hỏi đó là năm nay ông Mike 70 tuổi, cái triglyceride của ông Mike 800 rất là cao. Mà ông Mike ông đứng uống cái niacin ER 1000 và cái Zetia 10mg. Thì ông Mike cũng muốn biết đó là có thuốc nào khác không như vậy đó. Vâng, thì thưa quý vị, thì chuyện khi mà một quý vị nào có cái triglyceride cũng như là cholesterol cao thì chuyện đầu tiên chúng tôi nói là cứ ăn. Bớt ăn thì cái triglyceride nó cứ ăn thì nó có thể nó xuống nhanh hơn, nó dễ xuống hơn. Vâng, thì thường thường như ông á, 800 thì sức ăn không xuống nổi đâu. Thì ngoài cứ ăn exercise. Rồi tiếp theo đó, thường thường những thuốc thông dụng chúng tôi cho thì chúng tôi cho Zenfibrazil hay là Lopit hay là Fenofibrate. Nhưng mà có lẽ tôi nghĩ là các ông sàng dùng rồi. Bây giờ ông xài tới niacin ERT 1000, với lại uống cả Zetia nữa. Zetia nó giúp cho cholesterol nó giảm xuống. Thì cái thuốc mới nhất mà chúng tôi có hiện nay đó để giảm cái triglyceride đó là thuốc gì bác sĩ Nhân? Cái Vascepa cũng được. Trở lại cái niacin mà ông Mike uống đó, cái bất tiện của cái niacin đó là nó làm cái mặt mình hơi đỏ. Với lại nó bón đó. Nó bón, dạ. Yeah. Thành ra nó thuốc mới là Vascepa. 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 Yeah. Vascepa. Thì cái thuốc này thì quý vị cứ cập viết xuống hay là vô trong internet đánh ra thì nó ra hết. Mình muốn gặp bác sĩ gia đình cũng được. Trên đường dây tôi có một khán giả, xin khán giả cho biết tuổi ở đâu và câu hỏi. Dạ, xin chào hai bác sĩ ạ. Vâng, chào. Vâng. Nay 60 tuổi ạ. Vâng. Ông cứ hỏi đi. Dạ, cho em hỏi mà bác sĩ là làm sao mình biết mình bị suy thận, yếu thận, mà phải làm sao mình biết mình bị đau bọng đái mới giúp hội tuyến bác sĩ. Thì bác sĩ cách nghĩa cho. Vâng, ok. Chuyện đầu tiên đó là làm sao biết mình suy thận. Thì chuyện đầu tiên đó là ông 60 tuổi rồi thì ông nên đi thử máu. Ok. Nếu phải đi thử máu thì biết chắc ăn nhất. Thì mới biết là trong cái thử máu đó người ta sẽ ngó tới chức năng cái phận của ông, cái thận. Thì cái chức năng thận mà ta hay ngó tức là GFR, nó gọi là glomerular filtration rate. Ông vặn TV nhỏ xuống nhau. Ông Cường dặn cái TV xuống một tí ông Cường. Bây giờ này thì mình tiếp tục trả lời ông, thì cái TV nó ồn quá. Thì để cho ông nghe đài nha. Thì chuyện đầu tiên là đi thử máu. Thì thử máu thì nó có cái GFR là glomerular filtration rate. Cái đó nó rất là chính xác để mà biết là mình thận có suy hay không. Có hai số khác nữa là cái số BUN với cái số creatinine. Cái đó là cái phần BUN là bao nhiêu cái chất nitrogen trong cái nước tiểu của mình, như là cái bọng đái đó. Thì nhưng mà cái số quan trọng nhất là bác sĩ Toàn nói là cái GFR thường thường mà
nó thấp như là 30, 20 thì lúc đó mình bắt đầu mình lo, còn hơn 60, 70 thì cũng... Lý tưởng là trên 90, 60 bắt đầu phải lo rồi, mà dưới 45 là cũng có lo nhiều hơn nữa, mà dưới 30 là có chừng phải chắc chắn là phải đi bác sĩ chuyên môn về một gia đình, là bác sĩ chuyên môn về thận, uống thuốc bổ thận. Nào bây giờ ông hỏi thêm câu hỏi nữa là cái bọng đái với cái nhiễm hồi tuyến thì thường thường đó, cái bọng đái khi người đàn ông ấy có một cái, có cái bọng đái dưới cái bọng đái là cái nhiễm hồi tuyến, thì tôi vẫn nói thường hoặc thường thường là khi mà người đàn ông mà trên ở dưới cái bọng đái là cái nhiễm hồi tuyến, cái prostate, thì nhờ cái hiệp tuyến nó mới kiểm soát. Thì ví dụ như thường thường là người đàn ông mà đi tiểu thì không có xuất tinh, mà xuất tinh thì không đi tiểu được, cái đó là cái chức năng của nhiễm hồi tuyến nằm ở dưới cái bọng đái. Thì như lại đa số đàn ông mà hơn 40-50 tuổi đó thì cái nhiễm hồi tuyến nó sẽ bắt đầu nó lớn lên, mình nó gọi là enlargement đó. Khi nhiễm hồi tuyến nó càng lớn thì đi tiểu càng khó. Thì mỗi năm nên đi thử cái PSA đó, như hồi nãy ông Cường ông hỏi đó, thì mỗi năm đi bác sĩ gia đình thì thử cái PSA. Nếu mà cái PSA nó tiếp tục nó lên cao đó thì bác sĩ phải khám. Bác sĩ khám đó thì bác sĩ phải rờ coi cái nhiễm hồi tuyến nó có lớn hay không. Nếu mình thấy cái nhiễm hồi tuyến bắt đầu nó lớn đó, thì lúc đó mình phải theo dõi cái nhiễm hồi tuyến. Vâng, khi mà làm cái gọi là rectal exam đó, khám cái hậu môn, cho tay vào ngón tay vào hậu môn để khám thì thấy cái nhiễm hồi tuyến, nhưng mà nó lên nó chỉ không được được hoàn hảo lắm. Nó chỉ cho mình biết là nó có bự hay không, nhưng mà nếu nó gồ ghề, nó không được nhẵn nhụi, nó không đều ấy, thì nghĩ là cancer. Thành ra cái đó quan trọng. Còn bọng đái ấy, thì dĩ nhiên là thường thường bệnh nhân họ đến tôi hỏi ông có đái đêm không? Một đêm đi đái mấy lần? Đi đái có khó không? Muốn đái có ra không? Hay là phải đứng dặn lâu nó mới ra? Rồi nó đái xong nó có nhỏ giọt không? Thì mấy cái đó thường thường bác sĩ hỏi bệnh nhân như vậy. Trên đường dây tôi có một khán giả, xin cho biết tuổi ở đâu và câu hỏi. Dạ, xin chào bác sĩ. Dạ, tôi năm nay 52 tuổi. Dạ, bác cứ nói nhỉ. Dạ, chào bác, hai vị bác sĩ. Vâng, bác. Năm nay tôi 59 tuổi, tôi xin có câu hỏi. Bởi vì hàng năm tôi đi khám sức khỏe, mà tôi đang bệnh cảm. Vậy mình thử máu nó được không vị bác sĩ? Cũng được, nhưng mà nếu mà mình bị cảm nặng đó thì lúc mà mình thử máu đó thì cái hồng huyết cầu, xin lỗi, cái bạch huyết cầu đó nó sẽ cao, nó sẽ hơi cao đó. Thành ra nếu mà bị cảm nặng đó thì tôi khuyên chờ cái chừng 1-2 tuần sau khi mình hết cảm đó thì mình đi thử máu hàng năm. Tại nhưng mà tôi nói đó, nếu mà mình bị cảm nặng đó thì mình thử máu đó thì cái bạch huyết cầu nó sẽ hơi nó... Thật ra thì đối với tôi thì không có sao hết. Tại vì mỗi lần bà cảm như vậy mà khi như bác sĩ nhân nó cảm nặng thì mới bị phải sợ đấy, chứ còn cảm thông thường sổ mũi hay là ho lai rai thử máu không có sao cả. Thì mà nhất là cái bác sĩ nhân nói cái hồng huyết cầu cái bạch huyết cầu nó cao á thì cũng chẳng sao. Quan trọng là mình nhìn thử máu mình biết coi gan mình chạy sao, thận sao, nó tốt hay không sao cả, trừ trường hợp đặc biệt như bác sĩ nhân nói. Thành ra nếu bác sĩ gia đình của bà cho bà giấy thử máu mà bà không đến nỗi nào, đến nỗi nằm liệt giường chiếu, thì cứ đi thử đi. Ok. Còn khám sức khỏe thì hàng năm tôi khám chỉ có cũng như là thử máu với nước tiểu đó bác sĩ. Mà tôi có cái cũng như có chức bệnh không thấp á, mình thử cái máu nó có cần phải đi thử không thấp không bác sĩ? Có được, bà cứ giữ cái line đi nha. Tại ngay bây giờ mình phải dành phần quảng cáo cho mấy cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này.